Với VinFast V8 thì chúng ta có thể chơi game ngay trên màn hình của xe. Như mọi người có thể thấy đây, thì một anh khách hàng đang chơi một cái trò chơi đua xe trên màn hình của V8, có thể nói là to hơn cả một cái máy tính bảng nữa. Đấy, chúng ta có khá là nhiều trò chơi trên này, thậm chí chúng ta có thể tải thêm trò chơi được. Màn hình khá là nhạy mọi người nha, khá là nhạy. Đấy, chúng ta có thể đua xe và kiếm tiền trên này luôn. Lao đấy. Rồi, vô vòng thứ hai. Quá tuyệt vời. Mấy chậm chậm đợi vậy. Không chơi được, khó chơi quá. Không phải đợt cái vòng tua này nè. Hiện tại thì anh đang dẫn chốc.